bây giờ trời hành tụi nó biết không, ngày xưa rồi. Nó chơi đất nước Việt Nam để cho anh Ben nói một tí nữa đi anh nó Việt. Vừa, dạ bây giờ nó qua Mỹ nó còn nghèo hơn Việt Nam nữa, dạ. Nó đâu có tiền đâu, đến đảo mà nó không có tiền gì, mua một cái vé máy bay gì Việt Nam nữa, dạ. Nó không có tiền, nó khổ, rất là khổ. Còn với con Cẩm Thúy gì, cái con Cẩm Thúy gì, ok mày nói đất nước Việt Nam là không có tự do gì, con đó dục quan bên đi anh, mày thấy không? Cái con đó dục quan bên đi, con đó học nói con đó bây giờ là ở trong nước, không không để ý nó, để an ninh để ý nó đi, còn mình đang chửi cái bọn chống cộng nước ngoài nè. Cái bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh gì, ngày xưa bà ở trong nước Việt Nam, bà tưởng đâu qua Mỹ là giống như là sung sướng, khi bà qua bà hổ ơ luôn, phải không? Bà nói nước Mỹ là không có cái này cái kia, phải không? Là bà coi như là bà bị thất vọng hoàn toàn luôn. Bây giờ trong lòng bà gì muốn gì là nước Việt Nam lại, bây giờ đâu được nữa. Ai cho về? Sức rồi. Ai cho về? Cái loại chống phá nhà nước ai cho về? À, không ai cho về đúng. Nhưng mà Thái Công Nhiên với các anh chị em trong nước có nghe bà nói không? Bà nói bây giờ mẹ bà gì khi mà ở nước ngoài nhưng mà trong lòng thì ở nước Việt Nam, tại thấy bà con sáng sớm rồi buôn bán rộn rịp trên đường phố, rồi kẻ ăn người đi chơi cái này kia bà rất là thích. Nhưng mà bây giờ không được, bây giờ hối hận rồi. Ngày xưa cứ chơi bay nước Việt Nam, phải không? Cái đó là một cái hối hận trong cuộc đời bà, trong nguyên cả cuộc đời bà luôn. Bà chết mai mốt bà bỏ nước Mỹ rồi, bà đâu về nước Việt Nam nữa. Cái đó là một hành động rất là ngu si. Dạ, cảm ơn anh. Rất là ngu luôn. Dạ. Quá ngu luôn. Dạ. Bây giờ trong lòng bà gì, bà qua đây không có giấy tờ, bà không đi làm ăn gì được. Bà chỉ nhờ cái cộng đồng lên nói vài ba câu rồi lãnh tiền vài ba đồng bạc gì đó trả từ nhà thôi. Mà từ nhà đây mướn rất mắc. Bà Việt Nam bây giờ á, các anh chị em với Thái Hồng Nhiên nè, bây giờ nó càng ngày nó càng thuận hành đi lên, nó càng ngày nó càng giàu đẹp hơn, nó càng ngày nó càng tự do. Sao nước Mỹ nó không bằng, sau này nước Mỹ sao không bằng nước Việt Nam luôn, nó thật một câu luôn á. Cái nước Việt Nam bây giờ ai cũng đầu tư do làm ăn, rồi dân nó sống sung sướng, nó sống rất là tự do, nó không phải giống như kèm chế như giống như người dân bên Mỹ, biết không? Làm cái gì cũng phải khai thuế, cái gì cũng phải đóng thuế, rồi đi làm bao nhiêu cũng phải khai mấy giờ, rồi một ngày đi làm mà mấy ngày cũng phải khai. Còn nước Việt Nam rất là tự do, sống với cộng sản rất là sung sướng. Mà càng ngày bây giờ 2020 gì, khoảng 10 năm sau, 5 năm sau nữa, người dân nó càng giàu, nó càng đẹp, nó càng tự do hơn nữa. Tôi bảo đảo vài ba năm sau nữa, Việt Kiều nó bỏ nước Mỹ, nó chạy gì ở Việt Nam luôn coi. Bây giờ cũng có một số người nó về nữa mà. Dạ, cảm ơn anh Ben nha. Sau này nó rất là tự do, rất là sung sướng. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh Ben góp tiếng nói để chữ bọn ba que lưu vong cho em. Cảm ơn anh nhiều nha. Rồi. Thái Hồng Nhiên thấy không? Dạ. Thái Hồng Nhiên thấy bà mẹ cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh thấy không? Dạ. Bà ngầu bên Mỹ, nhưng mà cái trong lòng bà lúc này cũng ở Việt Nam, bà nhớ nhà khủng khiếp lắm. Bà nhớ da giết luôn. À. Rồi, em chào anh Việt Nam. Đó. À. Đây. Chào em Thái Ngọc Nhiên và anh em và mọi người trong diễn đàn và mọi người đồng bào ở trong nước, không biết là Nhiên có nghe anh nói rõ không vậy Nhiên? Rõ dữ lắm anh, lớn chào bá luôn, lớn dữ lắm luôn. Ok, cảm ơn em nha. Anh muốn nói về cái người này rất là quan trọng. Không biết Nhiên có nghe cái người mà Cung Lê không? Là sao? Cái anh chàng mà Cung Lê mà Việt Kiều mà võ sĩ định là về Sài Gòn, về thành phố Hồ Chí Minh để mở võ đài đó. Dạ anh nói đi, em không biết, anh nói đi. Anh Cung Lê này á, thì là võ sĩ, hồi xưa là nổi tiếng ở bên Mỹ, rồi đánh nhiều trận, rồi vô địch cũng mấy trận. Thì anh vừa nói về cái vấn đề anh này á, là anh này là theo mà người ta nói là anh này đi trước 75, yeah. xong rồi anh ta đi với má, xong rồi qua, xong rồi sau này ba anh ta đi học tập cải tạo, xong rồi sau này ba anh ta qua. Nhưng mà cái này bây giờ là anh nói thật luôn, là anh ta là học, hồi xưa là anh ta có học võ vô Việt Nam, thì em biết võ vô Việt Nam nổi tiếng ở Việt Nam, và cũng ở bên Mỹ. Nhưng mà nó ngạc nhiên là hồi xưa là cái thời trẻ của anh á, thì cũng là tuổi cỡ chung chung với nhau, là anh lớn hơn khoảng
ba bốn tuổi, năm sáu tuổi. Thì anh chàng này á là anh nghi, và không biết có đúng hay là không, là hồi xưa là anh Cung Lê này giống một cái hai anh em, là hai anh em kia là cũng là họ Lê luôn, mà đi học võ vô Việt Nam xong rồi là có đấu trường, mà cái hai anh em họ Lê kia thì học với người là Nguyễn Thị Cẩm Bình, là bà hiện giờ bà sống, và ông chồng bà đó là cũng là Nguyễn Bình luôn, là hai vợ chồng tên Bình, nhưng mà bà thì Cẩm Bình còn ổng thì Bình thôi. Thì hai vợ chồng này á, là mở võ đường vô Việt Nam ở San Jose. Thì em biết mà, khi mà võ đường á, thì lâu lâu tổ chức là thi đấu với nhau. Thì em biết thì sau này á, thì cái thời trẻ của anh á, thì anh không có tham gia nữa. Đó, nhưng mà cái thập niên 80 đó, thập niên 80 á, thì lúc đó là tụi anh là còn trẻ thôi, dưới tuổi thanh niên thôi. Đó, thì thi đấu, nhưng mà hên á là họ sắp xong mà anh thi đấu với cái người đồng đội của anh. Còn hai anh chàng kia là một người anh, một người em, anh còn nhớ mà. Thì cũng họ Lê luôn, nhưng mà nhìn khuôn mặt giống giống như là một người em hay là một người anh bây giờ, là cũng giống giống như Cung Lê vậy đó. Thì thi đấu thì cũng có nhiều đồng nghiệp, đồng đội rồi thi đấu với những người khác. Thì có một cô gái nữa, là cô này thì anh có gặp ở ở ngoài đời luôn. Là tại vì cô này đi với hai vợ chồng, cô này là chuyên gia, là đi với hai vợ chồng võ sĩ Nguyễn Thị Cẩm Bình và chồng của bà là Nguyễn Bình. Thì anh có gặp cô ta, là cô ta, cô này á, là Nguyễn Thị Hằng. Nó mà cô này cao ráo và xinh gái lắm. Nhưng mà thời buổi bây giờ thì không biết là cô ta như thế nào, nhưng mà hồi xưa thì tụi anh sau này lớn lên là mỗi người đi mỗi ngã rồi xa nhau vậy đó, không có để ý mấy cái vụ đó. Mà sau này á, thì Cung Lê nổi tiếng á, thì anh có coi một tài liệu là Cung Lê về thăm cái võ đường lại cái bà Nguyễn Thị Cẩm Bình là vô Việt Nam á. Thì vô Việt Nam thì ở Mỹ là tổ chức ở San Jose, là trường cái trường đại học San Jose, là San Jose State, là tổ chức cái đó mà lâu rồi. Thì bây giờ vẫn còn, nhưng mà vô Việt Nam dạo này nó còn yếu rồi. Thời buổi bây giờ ít có ai mà học võ nữa. Mấy tiểu bang giống như tiểu bang Texas là có những thành phố như mà Houston hay là ở dưới miền Nam Cali như là tụi anh rồi vậy đó. Thì nói chung là vậy nè. Thì anh này sau này nổi tiếng á, thì bắt đầu á, là cái tụi Ngụy Ba Que đó, đó, nó phong anh này lên là anh này nổi tiếng. Và anh này là anh nghĩ là cũng là một người công giáo đó. Tại theo tài liệu mà anh đọc á, thì anh này cũng là một người công giáo, mà anh này á, rất là tôn thờ cái lá cờ Ba Que xỏ lá của tụi nó. Đó, thì bây giờ đó thì anh này là cái tuổi nó không còn tuổi xuân nữa, là cái tuổi mà võ sĩ đã hết thời rồi. Thì bây giờ anh này đó là anh Cung Lê này á, là ảnh định là về Việt Nam để mở võ đài rồi dạy cho những người anh em ở trong nước hay là những thế hệ trẻ trong nước. Thì anh thấy thế hệ trẻ thì thấy những người nào mà nổi tiếng là cứ nghĩ đó là người đó tốt hay này họ. Thì anh chỉ nói vậy nè, anh không phải là nghi hay là không nghi, nhưng mà cái anh Cung Lê này đó, anh có thể dự đoán là ảnh lợi thế, lợi dụng bây giờ là cái tiếng của ảnh hồi xưa, cho nên ở Mỹ bây giờ làm ăn không có được. Giống như là khi mà em mở võ đài đó, thì cái thế hệ trẻ ở bên Mỹ bây giờ mà nếu mà học võ này nọ đó, nó không có còn như là, nó không có còn như hồi xưa nữa, cho nên đó, là cái nguồn chi phí và cái nơi mà mình mở đó rất là cao, cho nên đó, là Cung Lê á, bây giờ có cái khôn vậy nè, là định là về Việt Nam mở với có một đứa con nữa. Thì định mời Việt Nam mở là để kiếm ăn, và để nghĩa là cái gì gọi là bản xác cái võ đài của ảnh. Thì cái đó anh thì à, anh á, anh Việt ơi, anh Lộc Nguyễn nói là cha con võ sĩ Cung Lê sắp trở về Việt Nam. Mà cha con của Cung Lê này á, là hai cha con Cung Lê này là hậu vệ Việt Nam Cộng Hòa đó. Thì
Thì anh ý anh nói đây là anh biết Dạ. đó, anh biết là cha con là về định về thành phố Hồ Chí Minh của mình nó mở võ sĩ là ký hợp đồng với ký hợp đồng với những người mà mở đường võ sĩ ở ở trong nước. Dạ. Nhưng mà anh thấy vậy nè, ý anh nói anh nè, đối với anh á, miễn sao mà anh ta có cái tấm lòng đó, mà yêu nước đó, thì Dạ. đối với anh nó không không có gì. Nhưng mà anh nghi á, là cái thứ nhất á, là anh ta lợi dụng cái võ sĩ này Dạ. để về có thể đó là giả đò, có Dạ. nghĩa là đóng cái vai kịch mà chiêu bài, có nghĩa là giống như là đóng kịch, nhưng mà vì sau á có thể là một cái đường dây là có thể là lôi kéo những người thanh niên hay Thế hệ nhậu sổ trẻ. những người thanh niên thế hệ trẻ đó Dạ. đó để đi ngược lại cái tư tưởng, cái đạo đức và cái tình dân tộc của Việt Nam. Tại Dạ. vì anh số anh biết Anh không? Việt ơi, ý anh nói là cha con mà võ sĩ Cung Lê này á, là đi về Việt Nam là cái tư ý là để mà hợp đồng để dạy cho cái thế hệ trẻ mình đó là về võ sĩ để mà đưa cái tư tưởng đi ngược lại cái lợi ích của dân tộc mình đúng không? Thì giống anh biết giống ai không? Giống con Trần Thị Ái Liên đó anh nhớ không? Nó cũng về Việt Anh Nam nhớ, mình cũng giống vậy đó. nhưng mà ý anh nói vậy là nghiêng, ý Dạ. anh nói đó là nếu mà anh ta mà có tấm lòng mà về mà dân tộc Việt Nam thì anh không Dạ. có nói gì. Dạ. Nhưng mà anh chỉ sợ là anh chỉ nghi là những cái thành phần này, em biết là những cái thành phần này là những cái thành phần bao que ở ở Mỹ nè, là tụi nó đó là cái bản chất và cái nét của tụi nó đó hiếm bao giờ mà nó quay ngược lắm em Vấn hiểu đề này chút nữa Giang Nguyễn lên chút phải rồi chút nữa cho Giang Giang lên. không? Anh Việt ơi, em nói anh yên tâm đi. Những cái thành phần mà như là cha con Cung Lê hay là Trần Thị Ái Liên chấp lên về nước là một cái con người đàng hoàng thật sự để mà giúp cho đất nước cái gì á thì chấp nhận. Còn mà có cái tư tưởng để mà muốn phá đi cái lôi cái thế hệ trẻ của chúng ta, đất nước chúng ta để mà muốn phá đi cái thế hệ trẻ mình á thì không lọt qua mắt an ninh đâu, anh Việt yên tâm đi. Cái đó là em nói sự thật. Không, anh hiểu về cái vấn đề đó em, anh hiểu về cái vấn đề đó, nhưng mà cái vấn đề đây đó là anh chỉ không có muốn là sau này những người thế hệ ở trong nước nó ủa tại sao mình không biết trước cái người này, em hiểu Dạ. không? Anh chỉ nói Dạ. sơ sơ để anh em nắm rõ và hiểu được là có thể mình chỉ Ý là mình đang nghi ngừa ngờ phải thôi. không? Mình phòng Đúng ngừa rồi, trước đúng không? đúng rồi, Đợi tí cho đi nên Giang Giang. thì tại vì em biết đó là đa số những người thế hệ trẻ bây giờ họ Dạ. đi theo cái phong trào chứ Dạ. họ không có còn như là một cái tấm gương, anh nói là đa số nha Dạ. đó. Nhưng mà cũng một số phải nói là còn yêu dân tộc Việt Nam, cho nên đó, anh nói ý anh nói thôi để nói chút chút khoảng 2 phút nữa thôi là anh Dạ. xuống nè. Thì tóm tắt lại đó, thì đối với anh là anh không phải lên đây nói xấu Cung Lê, nhưng mà nếu anh trang sự thật mà đem cái tấm lòng về dân tộc Việt Nam thì cái đó được tốt. Còn còn nếu mà anh ta mà đi con đường ma giáo thì dĩ nhiên trước sau gì đó cũng là bị đánh bại thôi. Cái vấn đề đó thì anh nói vậy. Nhưng mà cái vấn đề thứ hai nữa là anh ta có thể về là tại ở Mỹ nó không có còn cơ hội, nó không có còn cái cách mà để kiếm tiền và không có còn cứ mưu sinh và để mà kiểu giống như là mà nổi tiếng Dạ. nữa. Cho nên Dạ. đó là chỉ là về Việt Nam để tiếp theo cái con đường nổi tiếng của anh ta trong Dạ. tương lai và có thể thế hệ già. Rồi cuối cùng á thì Dạ. anh chỉ nói một người nữa thôi, là Dạ. anh nói 1 phút nữa thôi, là em biết cái người diễn viên mà mình gọi là tài tử đóng phim á là Destin Nguyễn á, Dạ. Dạ. là anh chàng này là cũng là Việt kiều Canada cái thời hồi xưa, mà anh chàng này năm nay là cũng gần 60 rồi Dạ. đó. Mà nó ngộ vậy nè, anh chàng Dạ. này với anh á, là hồi xưa á, là cái số anh không có được may mắn gặp anh chàng này. Dạ. Thì anh chàng này á, thì hồi xưa là cái thời thập niên 90 á, là tụi anh còn trẻ đó, thì lúc Dạ. đó là tụi anh nó gọi cần những người Việt Nam thanh niên mà đóng vai kịch, đóng phim mà đóng tạm thôi, giống 1 ngày 2 ngày vậy đó, họ trả Dạ. tiền 1 ngày 2 ngày vậy. thì Vai quần uh, chúng thì lúc phải không? đó Ý là giờ mướn không vai sao, đóng vai quần chúng đúng không? đúng rồi đúng rồi đúng rồi. Dạ. Nhưng mà tiếc thay á, là họ keo mấy đứa bạn của anh, nhưng mà không keo anh, là lý do không keo anh là tại vì họ hỏi là khi mà đóng phim họ hỏi là cậu có hút thuốc hay là không, Dạ. à thì anh gặp là không Dạ. đó, thì nó thấy là không hút thuốc nghĩa là nó không có keo, tại nó muốn những
cái đóng giao cái quyền vài vật chúng. chứng là phải hút thuốc hay uống bia hay này nọ rồi vậy đó. Thì nhưng mà thôi, Đế Sinh Nguyễn này nó hồi xưa đó có một câu mấy đứa bạn, khi mà gặp mấy đứa bạn anh á, anh ta rất là tự hào là coi nhìn mình là Mỹ vậy, mà rất là lấu cá, nói cái câu dành em. Gặp mấy đứa bạn của anh á, nói ồ tôi xin lỗi, tôi cũng muốn nói tiếng Việt như các bạn, nhưng mà tiếc thay tôi không biết nói tiếng Việt như là các bạn. Tôi xin lỗi, cái câu đó là giống mình nói mẹo, kiểu giống mình là tự mình cho mình là người Mỹ, ý mình nói tiếng tiếng Anh hay rồi giỏi này nọ, nhưng mà rốt cuộc sau cũng bò về Việt Nam đóng phim này nọ. Nhưng mà thôi cuối cùng thì hai cái anh đó thì anh không biết là như thế nào, nói chung thì anh chỉ có ý kiến gì thôi. Cảm ơn em nha. Dạ cảm ơn anh Việt. Tội nghiệp một người con xa đất nước mà còn lo cho đất nước, là sợ cha con cung lê là đi về làm phá hại đất nước nữa. Em cảm ơn, em thay mặt bà con 96 triệu dân cảm ơn anh Việt lo cho nhân dân ở trong nước nha anh. Em cảm ơn anh Việt Ok, cảm Kiều. ơn em. Ok, chào em. Dạ em chào anh. Rồi xuống đây anh chị cũng khuya rồi. Nhưng chào cô bác anh chị em nha. Chúc cô bác anh chị em từ trong nước lẫn hải ngoại có một đêm ngon giấc, còn anh em ở hải ngoại thì nhiều sức khỏe. Nhưng chào anh chị nha.